Đến với ca khúc Hãy cho nhau một nụ cười, một sáng tác nhạc sĩ Minh Châu. Của Tuấn Hùng, các bạn đã thể hiện thành công một sáng tác của nhạc sĩ Minh Châu, bài hát Cốc ở vòng thứ hai. Hãy cho nhau một nụ cười và các bạn có thêm được 150 điểm nữa, xin chúc mừng. Hiện nay các bạn đang có số điểm là 200 sau hai vòng. Các bạn có thể ghi tiếp được 50 điểm nữa nếu như trả lời đúng câu hỏi phụ ở vòng thứ hai. Việc trả lời này rất đơn giản. Các bạn hãy nhìn lên màn hình, bốn bức ảnh sẽ nói về một bài hát.